Kính chào quý vị và các bạn. Trang địa phương thành phố Cà Mau phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Cà Mau kỳ tháng 8 năm 2023. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Thành phố Cà Mau sẵn sàng cho năm học mới 2023-2024. Ghi nhận về phong trào dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới. Cuối chương trình là các hoạt động nổi bật của tuổi trẻ thành phố Cà Mau trong thực hiện chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2023-2024 đang đến gần. Đến thời điểm này, các điểm trường trên địa bàn thành phố Cà Mau đã hoàn tất công tác sửa chữa, đang tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh và tổng vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh tụ trường. Thành phố Cà Mau hiện có 81 điểm trường, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn. Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung, mua sắm trang thiết bị phục vụ các hoạt động giáo dục luôn được thành phố chú trọng thực hiện ngay từ khi kết thúc năm học trước để đảm bảo đón các em vào năm học mới với cơ sở vật chất ngày càng được cải thiện. Để chuẩn bị cho ngày tụ trường năm học 2023-2024 sắp đến, thì cơ sở vật chất trên địa bàn thành phố Cà Mau đã gần như là sẵn sàng cho việc đón các em trở lại nhà trường sau thời gian nghỉ hè. Những điểm trường trong cái diện sửa chữa nâng cấp cũng đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, đến công đoạn vệ sinh công trình để bàn giao cho các nhà trường đưa vào sử dụng. Tất cả đã sẵn sàng cho cái công tác ngày tụ trường sắp tới. Được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau, đến nay trường trung học cơ sở Phan Bội Châu đã được đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ, đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trường có khuôn viên sạch đẹp, thoáng mát, có đầy đủ các phòng học bộ môn, khu hành chính và các trang thiết bị thiết yếu, có nhà tập luyện và thi đấu đa môn khép kín, sân khấu có mái che, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường và các hoạt động thể dục thể thao của ngành và địa phương, có khu vệ sinh riêng biệt, sạch sẽ. Thời điểm này thì nhà trường cũng đã tuyển sinh gần hết các em học sinh ở trong tuyến. Hiện nay theo rà soát thống kê thì học sinh ở độ tuổi lớp 6 và học của trường trên địa bàn quận 4 thì có 101 em, thì hiện nay là có 99 em vào học, hiện còn 2 em thì nhà trường đang rà soát để vận động các em vào học. Những năm gần đây, cơ sở vật chất trường tiểu học Lý Thường Kiệt được đầu tư nâng cấp đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Nhà trường đã xã hội hóa thực hiện công tác chỉnh trang khuôn viên trường, lớp học sạch đẹp trong năm học mới 2023-2024. Toàn bộ khuôn viên trường được trang trí bằng tranh vẽ tái hiện lại các trò chơi dân gian, phong cảnh trên mọi miền đất nước, không chỉ tạo được vẻ mỹ quan mà còn góp phần giáo dục trực quan cho học sinh. Đến thời điểm này, công tác tuyển sinh của trường cũng cơ bản hoàn tất. Năm nay thì nhà trường có làm lại cái sân trước, rồi lắp cái song sắt cổng rào, rồi mở rộng mái che cầu thang học sinh và xin sơn lại bên trong 12 phòng học. Thì nói chung là cái công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất là cơ bản đảm bảo, sẵn sàng cho năm học mới. Năm học mới đang đến gần, với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như việc sắp xếp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, tin tưởng rằng năm học 2023-2024, thành phố Cà Mau sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới trên tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Xã Hòa Tân được chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của thành phố Cà Mau giai đoạn 2020-2025. Hiện tại, xã còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế, an ninh trật tự, cơ sở hạ tầng, cần nguồn lực lớn để thực hiện các tiêu chí. Xã Hòa Tân xác định sức dân là nguồn lực quan trọng nên có nhiều cách làm phù hợp để dẫn động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tân đã chọn ấp Cái Su xây dựng tuyến đường Nhà tôi an toàn từ năm 2021. Mô hình có chiều dài 1.000 mét với 25 hộ dân sinh sống liền kề, được phát động trồng bông trang qua dâm bục thành hàng rào thẳng tắp nối liền suốt tuyến đường. Qua cái cuộc họp tổ ở trên cái tuyến đường đó thì các chị cũng đã đồng tình và rất là nhiệt tình để thực hiện theo. Các chị cũng đã ra cho quân cũng như đồng loạt để làm vệ sinh môi trường, rồi cắt tỉa hàng rào,
và hội cũng đã vận động cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch thì các chị cũng thực hiện rất là tốt. Qua gần 3 năm thực hiện mô hình, từ sự đồng thuận của người dân mà bức tranh nông thôn tại ấp Cái Su, xã Hòa Tân giờ mang màu sắc tươi mới, cảnh quan trong lành, sạch sẽ, thoáng mát. Người dân thắt chặt tình làng nghĩa xóm, vận động nhau tăng gia sản xuất, chấp hành tốt luật an toàn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện mô hình tuyến đường nhà tôi an toàn, rồi tôi cũng có thực hiện theo là trồng hàng rào cây xanh, rồi nhà cửa thì cũng mà dọn dẹp sạch sẽ, quét dọn, rồi con cái thì cũng chăm lo học hành ngoan, cùng với chị em phụ nữ để phát triển cho đường quê mình được tốt đẹp hơn. Thì trước mắt thì xã cũng tham mưu cho đảng ủy và phối hợp với chính quyền thì có dần dặn các cái tổ chức thành viên của mặt trận để thứ nhất là tuyên truyền trong cán bộ đảng viên cũng như là quần chúng nhân dân để bà con ta thực hiện tốt các cái phong trào, nhất là công tác vệ sinh môi trường để góp phần xây dựng cái xã phấn đấu trong đạt nông thôn mới nâng cao. Từ thực tiễn cho thấy dân vận khéo đã tạo sinh khí và trở thành chìa khóa trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Hòa Tân. Hiệu quả thiết thực của phong trào còn giúp đỡ người dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giải quyết những vấn đề bức xúc từ cơ sở, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, với khẩu hiệu Tuổi trẻ thành phố Cà Mau tiên phong chuyển đổi số, Đoàn viên thanh niên thành phố đã và đang triển khai nhiều hoạt động, nhiều mô hình thiết thực đồng hành cùng nhiệm vụ chuyển đổi số của thành phố. Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố Cà Mau thành lập nhiều đội hình thanh niên tình nguyện đồng hành cùng chuyển đổi số như đội thanh niên tình nguyện chuyển đổi số tại 17 xã phường, đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, đội thanh niên tình nguyện hành quân xanh trong lực lượng vũ trang công an thành phố. Thì ban vụ thành đoàn cũng đã chỉ đạo các cái cơ sở thành lập các cái đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số, các cái tuyến đường chuyển đổi số thì và các cái ngày cao điểm cũng như là đồng loạt ra quân thực hiện về cái việc chuyển đổi số. Thì bước đầu thì mang lại cái hiệu quả cũng rất là đáng ghi nhận, nhận thức của người dân cũng như trong đoàn viên thanh niên từng bước được nâng lên. Các đội thanh niên tình nguyện chuyển đổi số thường xuyên phối hợp với ngành chức năng hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử, cài đặt phần mềm dịch vụ công trực tuyến, cài đặt app Cà Mau G, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, chăm sóc sức khỏe điện tử, hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, công nghệ số, phát triển xã hội số. Thành đoàn và các cơ sở đoàn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã phường phân công lực lượng đoàn viên trực tại bộ phận một cửa để hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến và thanh toán trực tuyến, góp phần xây dựng nền hành chính văn minh hiện đại, xây dựng chính quyền số. Để giúp người dân tiếp cận được chuyển đổi số, câu lạc bộ giúp đỡ xanh của em sẽ kết hợp với thành đoàn tổ chức mô hình là hỗ trợ người dân làm hồ sơ trực tuyến. Mỗi ngày thì sẽ phân ra 3 đối tượng trực tại một phòng của Ủy ban thành phố. Người dân vào thì sẽ hướng dẫn người dân làm hồ sơ trực tuyến và sẽ giải đáp những thắc mắc cho người dân để hiểu rõ hơn về dịch vụ công và cho người dân làm hồ sơ nhanh chóng hơn, được hiệu quả hơn. Đoàn thanh niên thành phố tích cực xây dựng các mô hình nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác chuyển đổi số như mô hình tuyến đường thanh niên chuyển đổi số, phấn đấu các hộ dân trên tuyến đường được đoàn thanh niên hỗ trợ cài đặt và biết cách sử dụng phần mềm định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và các phần mềm chuyển đổi số khác, phối hợp xây dựng mô hình tuyến đường mua bán không dùng tiền mặt, hỗ trợ các hộ mua bán kinh doanh tạo mã QR và mở tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt, vận động các tiểu thương và người dân sử dụng hình thức thanh toán chuyển khoản, hạn chế tiền mặt, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động kinh doanh, mua bán, góp phần phát triển kinh tế số. Ban chấp hành đoàn phường đã tiến hành khảo sát và lựa chọn tuyến đường Lý Bôn, đoạn từ cầu Phan Ngọc Hiển đến ngã tư Phạm Hồng Thái để xây dựng mô hình tuyến đường thanh niên chuyển đổi số. Qua khảo sát với hơn 90 hộ dân đang sinh sống và kinh doanh trên tuyến đường, Ban chấp hành đoàn phường đã phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và các tổ chức có liên quan
tổ chức các đợt ra quân, hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân cài đặt và sử dụng các tài khoản, các ứng dụng phục vụ cho công tác chuyển đổi số. Với tinh thần quyết tâm cống hiến, xung kích trên mọi mặt trận của tuổi trẻ, mỗi đoàn viên thanh niên thành phố Cà Mau sẽ tích cực, chủ động bằng những hoạt động thiết thực, góp sức trẻ tham gia vào công tác chuyển đổi số, khẳng định dấu ấn của màu áo xanh thanh niên tình nguyện. Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Nội dung vừa rồi đã khép lại trang địa phương thành phố Cà Mau kỳ này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong trang địa phương kỳ sau.